Chị có Zalo không? Chị add Zalo đi, có gì em tư vấn thêm cho nha. Dạ đúng rồi chị. Dạ rồi, em cảm ơn, em chào chị. Rồi em trả lời. Mấy cái bột bọc này là sắp bán đi hay sao? Add Zalo khách. Bé nhà chị 8 tuổi nha, có nuôi con vật gì không chị? Mà em ví dụ như dao á, chắc là cho hai người. Em tính cho bé con hamster lấy không mà. Hamster baby. Hamster lấy liền lấy. Luôn á, nó đang lớp. Nó đang định mua. Nó xinh rồi. Hamster baby em chỉ cho cách nuôi luôn. Baby nuôi trời. Baby dễ nuôi, nuôi hả? Nó đi theo mình nó khôn lắm. Không có nuôi con gì dễ bằng nuôi con chuột. Mà chuột hamster không bao giờ thúi, hôi, dịch bệnh. Nè, một cái lồng đựng nước cho nó. Và cái cát này là cát khử mùi hôi của mèo nha anh. Anh mua một bịch 100.000, anh xài hết cuộc đời của nó còn chưa hết cái bịch đó nữa. Nè, khi mà cái cục đó là nó những hạt li ti, nhưng mà khi nó đi vệ sinh hay là đổ nước gì ra đó, nó đóng mấy cục này thành cục. Mấy cái cục này là nó khử mùi hôi rồi thử dịch bệnh cho nó luôn. Dạ. Đó, mấy con này là mấy con mới sinh ra đời. Dễ thương quá. Dạ. Tốt nhất có con lông xám, con lông đen, con lông này. Và nuôi mấy con này. Mấy con này dễ thương nè. Dạ. Lấy thì em để cho một con vậy đó. Nhưng mà nhà chưa có chuồng này kia là phải chuẩn bị này kia mới sinh được chứ. Dạ không, được, được, được. Nè anh cầm thử. Có cắn gì không? Dạ không. Hamster không cắn. Được quá. Nó đang độn đồ ăn hai bên họng nữa đó. Đó. Này đẻ nhiều quá rồi sao? Dạ. Đẻ nhiều quá rồi sao mà cho? À dạ đúng rồi. Đẻ xong rồi khách mà có trẻ em á là em cho. Nè. Thương quá. Đừng để nó bị té trên cao gãy chân thôi, chứ mấy này nó chả sao hết. Nó nhìn như sóc vậy. Nhưng mà em nói nó đi theo mình có nghĩa là mình nuôi ở ngoài luôn hả? Chứ không phải mình để trong chuồng hả? Dạ để trong chuồng cũng được, để trong chuồng nó có đồ chơi, nó chơi. Ờ. Cái chuồng có 100.000 à. Có cái 69.000 à. Mà nó đầy đủ hết đồ trong này luôn vậy nè. Anh chỉ còn anh nó có thể cho nó ăn tất cả các món ăn trừ ăn thịt và ăn đường. Nó sẽ bị béo phì. Cái gì? Còn anh á cho nó ăn đồ ăn chó, anh để vậy hoài nó ăn hoài vậy. Anh để vô trước nha, để anh coi đàn cái. Được rồi, anh coi đàn. Cái gì? Rồi, thôi có chủ nhân mới luôn nha.